Xin chào mấy anh em ha. Bữa nay em giới thiệu cho anh em cái lòng trần nha nè, lòng trần bên em ha. Bữa sáng em quay em kết nuôi lòng trần luôn nha nè. Đây cái lòng trần nè. Cái lòng trần thì bên em gáp về nuôi nó gì nè. Thì ấy cái lên cho nó lá trên đây nè. Nó để cho nó trời mưa hay trời nắng gì nó không có giọt vô trong thức ăn nè. Thì ấy cái nón lá gì đây là nó không có vô nước mưa được nha nè, mình treo ngoài trời cũng được mà nó mát chim nữa. Thì nuôi cái lòng trần thì chim mau dặn lắm, lòng này xài lâu rồi nha nè, lâu ha anh em, nhìn thấy nó em xài lâu mà nhìn nó cái nó còn mới lắm nha nè. Nó cái thành nó là bằng inox ha, inox không em nuôi cũng lâu rồi nè, cũng cả năm rồi đâu mà nó đâu có nghĩ cái xét hay gì đâu. Rồi cái thành nhôm đó nè, luôn đây dựng chim nó thoải mái luôn này. Thì lòng bí nha nè, lòng bí em đứng ở ngoài em quay nha nè, anh em cần cua Malai alo em ha. Thì hôm qua em bắt ra ba cặp nha nè, mà em mấy cái cặp nhỏ nè, em bắt ra ba cặp nhỏ mà hôm qua em bán hết một cặp rồi, bán cặp về Bình Phước nha nè. Còn hai cặp đầu tiên này thường bán rồi hôm qua, còn hai cặp anh em cần mua mẫu, anh em mua cua Malai alo em nha nè. Thì bên em có bán giống bán mồi đầy đủ hết. Cái cua này anh em về nó dạng lắm nha nè, bởi vì khi mà em vô ga thường á nó dạng lắm. Em đứng anh em giật tay nè, đáp bên đó về em làm cua mồi alo, hay là alo em nha nè, số điện thoại em để trên tiêu đề á. Thì hoặc là anh em nhắn tin Zalo thì em sẽ gửi từ con cho anh em ha. Thì như anh em cần như con nào thì em gửi clip riêng bên Zalo cho anh em ha nè. Nó dạng trong này nó mấy con nổi lắm nha nè, như nổi xong đó bán rồi vài bữa cái nó nổi lên con khác nữa, nó vậy nè, trùm bày trong máy ha, bự con nha nè. Lúa gà trong này, cái gà rừng trong này thả cho nó ăn tự nhiên nè, lấy thức ăn đồ lúa đồ đầy đủ cho nó ăn mau lớn lắm. Ba cặp con gà mái thì nó đang đẻ đang ấp, em có để số em trên chủ đề nè, nghe điện số đó ha, là 0913 260 614 nha nè, 0913 260 614 nha. Bên em cần lòng trần alo em nghe nè, lòng trần thì bên em bán đầy đủ phụ kiện chứ ha nè. Con này dễ dàng lắm nha nè, đi đứng người sát bên đó à, nó cũng không có ấy. Thì lòng trần thì bên em nuôi vậy ha nè, anh em cần mẫu lòng trần alo em ha, đầy đủ phụ kiện cho anh em hết trơn nha nè. Thì đầy đủ phụ kiện hết, tặng cho anh em dây xích chân, bao phí luôn nha nè, bao phí luôn ha. Thì lòng trần bên em hiện tại thì em đang bán giá là 400 nha nè, đầy đủ phụ kiện 4 cốc nè, lòng trần này nè. Thì lòng trần thì em tặng cho anh em là cái này là cái em chỉ buộc chỉ bị nuôi nha nè. Thì cái lòng trần này thì em tặng cho anh em một cái ghế 4 cấm nha nè, 4 cấm ha. Thì dây xích chân cô gái Việt luôn nha nè, chân cô gái Việt luôn ha. Lóc nha nè, móc đó nè. Thì cây cái nó là rồi bên em có sơn lớp EU rồi nha nè, u bóng ha. Cái này bền lắm, anh em xài cái mâm hướng phân nó cũng đẹp lắm nha nè. Thì anh em về á, thì như em ở đây em nuôi nè, thì em để nước một đầu nha, còn thức ăn hay là khoáng gì đó, một gốc gì đó thì anh em để một đầu, anh em đừng có để bên đây, ví dụ như bên đây thức ăn hay bên đây nước gì đó, nó mổ nó nhiễu mau lắm, mau lắm nha nè, mau dơ nước nữa, không mình thay nó thường một tuần hay là một tuần 5-10 bữa gì đó mình thay một lần, còn anh em để nước bên thức ăn bên là nó mau lắm, mau dơ lắm. Này bệnh này cặp mấy cua mình đánh màu trần ok lắm nha nè. Thì lòng trần mình nuôi chim nó cũng thấy thoải mái nữa, mà nó mau dạng nó nha nè, nó mau dạng lắm.
Thì hiện tại bên em đang bán giá là 400 nha anh em. 400 là bao phí cho anh em luôn ha, đầy đủ phụ kiện hết. Về anh em chỉ cần ấy thì nuôi nha anh em. Mình xỏ đường này nè. Thì em có làm nhiều clip chứ hướng dẫn để mà gắp cái lồng trần á. Lồng trần này thì gắp đơn giản thôi, nó chỉ có hai ngóc đầu này. Thì bên em có khoan sẵn hết trơn rồi, ốc rồi dẫn sẵn hết trơn rồi. Dưới này thì nó có cái lớp nẹp để nẹp lại giữ cái đế lại này nè ha. Giữ cái này để mình tháo băng ốc và ke ra, mình bắt cái dưới lên cái là giữ kẹp sắt lại. Rồi đầu này mình gắp hai ngóc đầu này vô thôi. Dây thì mình xỏ lòn đằng này, mình xỏ lòn ở này, mình cuộc cho nó gọn nha anh em. Thì nó không có dướng chứ. Anh em cầm mẫu lồng trần này alo em nghe nè. Cái này trần em bán nhiều lắm, bền lắm nghe nè, nặng lắm, cũng nặng lắm nghe anh em, khoảng 2 kg á. Rồi xin chào anh em ha anh em.